quý vị khán giả nhé. Đây là cái gốc cây gõ đỏ lào nguyên khối mình đang gia cố lại cái cổ đi đường khách. Kích thước của nó là 3,5 m và 2,5 m nhé, ngang 3,5 m, cao 2,5 m. Gỗ đỏ lào liền nguyên khối nhé. Giờ mình cẩu cho khách đi để khách về chơi đồ, chơi tivi các thứ. Khách trang chế này. Chiều sâu của nó sâu nhất là 40 phân. Giờ mình đang gia cố lại trước khi cẩu đi lên xe để vận chuyển khách đi xa nhé. Quý vị có thể thấy này, chiếc gốc này là gõ đỏ lào đấy. Nguyên khối này, quý vị nhìn này, nó cũ cũ vậy thôi nhưng mà mình vẫn nhìn thấy những bông xù xùa, nhưng mà trà ra lại ra rất là đẹp này. Mình đang gia cố xương lại trước khi cẩu đi giao lên xe tải cho khách hàng. Rồi. Bộ rễ của nó dưới thì rất là hầm hố nha quý vị nhé. Chơi thế rồi. Này chơi thế cây nó đẹp lắm. Giá tự nhiên, độc tranh các thứ, con giống cũng được này. 12 con giáp. Quay cho quý vị khán giả xem bộ gốc rễ của nó, cứng như đá luôn. Gốc rễ này. Kê cho cân anh ạ. Kê cho cân không?